Rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Kiến thức gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, với những mục đích mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin rất hữu ích xoay quanh cuộc sống gia đình, thì ngày hôm nay chương trình Kiến thức gia đình của chúng tôi sẽ tư vấn giúp các bạn lựa chọn được những trái cây an toàn cũng như những thực phẩm ngon và bổ dưỡng, cùng với những kiến thức trong việc chăm sóc trẻ nhỏ rất cần thiết với mỗi gia đình của chúng ta. Thời gian gần đây, thông tin về việc trái cây Trung Quốc bị nhiễm độc đã khiến cho không ít người tiêu dùng hoang mang lo lắng. Dù biết rằng trái cây là một trong những nguồn năng lượng rất tốt cho sức khỏe, vậy nhưng trước thực trạng này, không phải gia đình nào cũng có đủ niềm tin khi lựa chọn và sử dụng trái cây. Chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu một số cách lựa chọn trái cây an toàn để quý vị tham khảo. Một trong những lời khuyên mà người tiêu dùng không thể bỏ qua đó là nên lựa chọn trái cây theo mùa, vì nếu là thời điểm đang thu hoạch trái cây sẽ ít phải dùng chất bảo quản hơn so với các loại trái cây trái vụ. Để hạn chế phần nào sự độc hại của các chất hóa học trong trái cây nếu mua nhầm phải hàng Trung Quốc, trước khi ăn hoa quả, người tiêu dùng nên ngâm trái cây trong nước muối loãng khoảng 30 phút để làm tan dư lượng hóa chất bảo quản ngấm vào vỏ, và nên gọt bóc vỏ trước khi ăn. Đặc biệt khi bổ ra mà thấy ruột có dấu hiệu nhũn hoặc màu khác thường thì không nên sử dụng. Ngoài ra, để tránh mua phải các loại hoa quả Trung Quốc, người tiêu dùng có thể tìm mua những loại hoa quả như quả ổi, chuối, khế ngọt, dứa, bưởi. Đây phần lớn là những loại hoa quả rất phổ biến ở miền Bắc mà theo đánh giá của các chuyên gia là khá an toàn, vì hầu hết các loại quả này đều được bao bọc bởi một lớp vỏ bên ngoài, do đó có thể hạn chế dư lượng thuốc bảo quản. Hy vọng rằng mỗi người tiêu dùng hãy là người nội trợ thông thái để bảo vệ tốt hơn nữa sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình mình. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, làm thế nào để có thể cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn để phù hợp với độ tuổi cũng như sự phát triển của trẻ nhỏ luôn là vấn đề được rất nhiều những gia đình quan tâm. Bột là một trong những thức ăn dặm đầu tiên cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở đi. Để có một bữa bột đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của trẻ là vô cùng quan trọng. Vì từ 6 tháng tuổi, trẻ thường bị ốm đau và suy dinh dưỡng nếu chế độ ăn dặm không hợp lý. Thấu hiểu được những quan tâm lo lắng của các bậc phụ huynh và gia đình, Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Việt An tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Cân bằng dinh dưỡng, chìa khóa vàng cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ nhỏ. Tham dự hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Thu Hương, phụ trách phòng khám dinh dưỡng số 2 của Viện Dinh dưỡng. Tại hội thảo có nhiều tham luận được đưa ra, trong đó đáng chú ý là tham luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm với chủ đề Trẻ biếng ăn, nguyên nhân và cách khắc phục, và tiếp đó là phần hướng dẫn nấu bột cho trẻ mới ăn dặm của chuyên gia dinh dưỡng Hà Thị Vân. Có lẽ đây là một trong những nội dung thu hút được sự quan tâm của bậc phụ huynh và các gia đình, bởi không phải cha mẹ nào cũng biết cách nấu bột cho con theo đúng công thức, đảm bảo giá trị và cân bằng được chế độ dinh dưỡng. Và đáp ứng được nhu cầu của đông đảo khán giả xem truyền hình, chương trình Kiến thức gia đình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn nấu bột trứng cho trẻ 6 tháng tuổi với sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng Hà Thị Vân. Nguyên liệu gồm có bột gạo thành dâu 10g, 2 thìa cà phê, lòng đỏ trứng gà 1/2 quả, dầu ăn 1 thìa 5ml, lá rau xay nhỏ 1 thìa 5g, nước 150ml. Cách nấu: hòa bột gạo thành dâu với nước lã, quấy đều cho tan bột, cho lên bếp đun vừa lửa, quấy đều tay, bột sôi trong 5 đến 7 phút là chín. Cho lòng đỏ trứng gà vào bát có rau đã giã nhỏ, đánh thật nhuyễn trứng và lá rau, sau đó đổ vào nồi bột đang sôi, vừa đổ vừa quấy đều tay để trứng không bị vón, bột sôi trở lại. Cho một thìa dầu ăn nhấc xuống, đổ bột ra bát, khi bột nguội ấm, xúc cho trẻ ăn. Quan tâm đến chủ đề lựa chọn bột cũng như cách nấu bột sao cho đảm bảo dinh dưỡng, buổi tọa đàm đã có rất nhiều những câu hỏi xung quanh vấn đề này. Tôi thấy có cái bột cháo thành dâu ạ, thì tôi cũng có cháu nhỏ. Đấy, trước đây thì vì không có cái bột này cho nên là gia đình phải tự nấu. Nhưng bây giờ có cái loại bột này thì tôi thấy rất là tốt. Nhưng vì là không có cái điều kiện để đến tận nơi sản xuất để mua, thế thì có thể cho chúng tôi tư vấn cho chúng tôi xem là nếu thế thì nên mua ở đâu cho nó chính xác là hàng thật.
Bây giờ thì ở ngoài thị trường thì cũng nhiều hàng giả, hàng nhái. Vâng, thế xin cảm ơn ạ. Tôi tên là Lê Thanh Tình, đại diện cho thương hiệu Bột Hiền Dâu. Tôi cũng tự giới thiệu địa chỉ của nhà tôi có 3 nơi. Trụ sở chính là 279 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. 279 ạ? Vâng ạ. 279 xã Đàn, tuyến đường Ôn Trợ Dừa. Vâng. Để cho các bác dễ tìm ạ. Vâng. Đấy là trụ sở chính. Cơ sở 1 là 52 A Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Cơ sở thứ 2 là 101 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại thì hiện tại thì mà số của tôi thì cũng xin mời bà và các mẹ các cháu xin ghi 0913 313 014 ạ. Và cũng thông báo với cả các ông bà mẹ là tôi cũng chuẩn bị khai trương một địa điểm tại 89 B An Dương, quận Tây Hồ. Xung quanh chủ đề lựa chọn bột dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, có rất nhiều những câu hỏi, những thắc mắc được gửi đến cho các chuyên gia dinh dưỡng. Điều này chứng tỏ mối quan tâm của các gia đình cho việc lựa chọn và chế biến bột cho trẻ nhỏ là rất nhiều. Buổi tọa đàm đã khép lại trong sự hào hứng của các khách mời tham dự. Đây cũng là món quà đầy ý nghĩa mà chương trình Kiến thức gia đình dành tặng cho tất cả các em nhỏ. Tình trạng trẻ biếng ăn, ăn không ngon miệng đã và đang trở thành một trong những mối quan tâm rất lớn của các bậc cha mẹ. Làm thế nào để trẻ không còn biếng ăn là câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm và đi tìm câu trả lời. Qua thực tế cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ nhỏ biếng ăn, lười ăn, ăn không ngon. Và để khắc phục tình trạng này, có nhiều phương pháp và một trong những phương pháp được nhiều gia đình lựa chọn chính là bổ sung cho trẻ những dưỡng chất còn thiếu hụt trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đó là cho trẻ dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ và cải thiện biếng ăn. Siro ăn ngon hoa thiên chứa lysine, mật ong và các vitamin nhóm B. Trong đó, các vitamin nhóm B được xem là nhóm có nhiều thành phần giúp tăng cảm giác ham ăn ở trẻ, giúp hấp thu canxi, tạo collagen để giúp quá trình tạo mô liên kết của da, xương, sụn, làm thúc đẩy và phát triển chiều cao, phát triển các men tiêu hóa và kích thích ăn ngon. Bên cạnh đó, mật ong với vị ngọt tự nhiên và dễ uống rất tốt cho sức khỏe, giúp làm giảm tình trạng táo bón ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong siro ăn ngon hoa thiên có chứa DHA và taurine, các thành phần giúp tăng trưởng phát triển trí não ở trẻ. Đặc biệt hơn nữa, trong siro ăn ngon hoa thiên còn có các thành phần như cao xương động vật cung cấp cho cơ thể trẻ canxi ở dạng rất dễ hấp thu, giúp bổ sung canxi cho trẻ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Canxi bị thiếu khi chế độ ăn hàng ngày không cung cấp đủ canxi. Vâng, hiện nay thì có rất nhiều các cái chế phẩm mà bà mẹ bổ sung trong quá trình ăn dặm của các cháu. Và gần đây thì ra đời cái sản phẩm siro ăn ngon hoa thiên á. Trong thành phần thì cũng giàu cái chất dinh dưỡng thiết yếu, đó là lysine, rồi DHA, vitamin nhóm B, cũng như là nguồn mật ong tự nhiên. Ví dụ như lysine thì sẽ làm cân đối các cái acid amin trong chế độ ăn của các cháu và các cháu sẽ ăn ngon miệng hơn. Và lysine là một trong những yếu tố mà hay gặp thiếu trong khẩu phần ăn của các cháu, mà khi được bổ sung thì chúng ta thấy sẽ rõ ràng được cải thiện cái tình trạng biếng ăn của các cháu. Rồi vitamin nhóm B cũng tham gia vào các cái quá trình chuyển hóa, cung cấp năng lượng cho các tế bào cơ thể và làm cho các cháu sẽ ăn cảm giác là thèm ăn và ăn ngon miệng hơn. Rồi chúng ta biết ví dụ như mật ong tự nhiên thì cũng là cái nguồn mà cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng rất là thiết yếu từ nguồn tự nhiên thì cũng rất là tốt cho các cháu. Ngoài ra thì DHA cũng là một cái thành phần dinh dưỡng hay gọi là axit béo không no cần thiết mà thường trẻ nhỏ là các cháu không có tự tổng hợp được từ thực phẩm mà thường phải đưa vào từ trong bữa ăn. Mà DHA lại hay có từ các thức ăn ngoài biển ạ. Thế các cháu nào mà ít có thói quen, ít được ăn thức ăn biển thì thường các cháu thiếu DHA. Và DHA này thì có tác dụng rất là tốt cho tăng cường các cái dẫn truyền cũng như phát triển tế bào thần kinh trung ương. Và nếu mà các cháu được bổ sung đủ DHA thì các cháu sẽ có cái chỉ số thông minh hơn ở những cái lứa tuổi sau này các cháu đi học. Rồi DHA cũng rất là cần cho cái sự nhìn của mắt. Để trẻ phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần, ngay từ những tháng đầu đời,
ngoài một chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý, các bậc cha mẹ cũng nên chú trọng cho trẻ sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ và cải thiện về tình trạng biếng ăn để tránh tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng và biếng ăn kéo dài. Vâng, hy vọng rằng với những thông tin rất hữu ích mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm vừa đem tới cho chúng ta sẽ giúp cho các gia đình có thêm những thông tin hữu ích trong việc cân bằng dinh dưỡng cho con nhỏ của mình. Và ngay sau đây sẽ là một chủ đề được rất nhiều những chị em phụ nữ quan tâm, đó chính là lựa chọn những trang thiết bị cho nhà bếp hiện đại. Trong các phương pháp chế biến thức ăn tiện lợi và thú vị nhất trong các cuộc gặp mặt gia đình và bạn bè, cũng như trong những bữa ăn hàng ngày, đó là món nướng. Các món nướng cũng hạn chế béo phì vì không sử dụng dầu mỡ. Tuy nhiên, lựa chọn một loại lò nướng mang lại những món ăn bổ dưỡng và hương vị hoàn hảo, vừa hài lòng với thiết kế riêng của gian bếp nhà bạn là điều không dễ dàng. Fago, một trong ba tập đoàn thiết bị gia dụng cao cấp lớn nhất của châu Âu, đã sáng tạo nên những dòng lò nướng với công nghệ vượt trội và hoàn hảo về thẩm mỹ. Sau khi tiên phong công nghệ tự làm sạch đầu tiên của lò nướng, Fago tiếp tục tiến xa hơn nữa để hoàn thiện chức năng này. Thế hệ nhiệt phân Pyrolysis 2.0 được xem là công nghệ tiên tiến nhất và hiệu quả nhất trên thị trường. Lò nướng tự làm sạch Fago có khả năng tự đo lường độ bẩn của lò và kích hoạt lượng nhiệt độ cũng như thời gian tương ứng để phân hủy các chất bẩn thành tro. Hoặc bạn có thể tự chọn các mức độ tự làm sạch khác nhau tùy thuộc vào mức độ cặn bẩn bên trong lò. Mức nhiệt độ cao nhất sẽ lên đến 500 độ C và thời gian dài nhất trong vòng 2 giờ. Bằng cách này, lò hoàn toàn sạch sẽ mà không cần dùng thêm bất cứ loại dung dịch vệ sinh nào, đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng một cách tối đa. Buồng nấu của lò nướng Fago được cải tiến để chương trình tự làm sạch bằng nhiệt phân có thể làm sạch tất cả những ngóc ngách bên trong, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Từ khoang bên trong lò, mặt trên khay nướng được tráng men đặc biệt cho đến lớp cửa kính bên trong cũng được thiết kế mới, không còn các khe rãnh, tránh tình trạng bụi bẩn bị tích tụ tại đó. Fago bố trí hệ thống nhận biết khói trong tất cả các model lò nướng tự làm sạch, nhờ đó không gian bếp luôn trong lành, không còn khói và mùi khó chịu. Ngoài ra, lò nướng tự làm sạch Fago còn có thiết kế đa dạng, nhiều kích cỡ khác nhau, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Nhờ vậy, trong nhiều năm liền, Fago được giải thưởng tin và dùng do người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm gia đình Việt lựa chọn. Một trong những nghiên cứu thuộc chuyên khoa cơ xương khớp mới nhất vừa qua có nêu, ở Việt Nam cứ 3 người trên 40 tuổi thì có một người bị viêm xương khớp, tập trung nhiều ở vị trí gối. Tỷ lệ bệnh nhân là phụ nữ chiếm tới 2/3. Điều này cho thấy thói quen sinh hoạt, làm các công việc nội trợ, ít được quan tâm chăm sóc về sức khỏe xương khớp, khiến cho tỷ lệ chị em bị viêm xương khớp, thoái hóa khớp là khá cao. Đặc biệt, chị em phụ nữ ở lứa tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh, khi lượng hormone estrogen giảm mạnh nên tốc độ thoái hóa xương khớp lại càng nhanh. Một trong những lời khuyên của các bác sĩ là với bệnh xương khớp, thoái hóa khớp, người bệnh và gia đình cần có sự quan tâm và biện pháp kịp thời, điều trị tích cực ngay cả trong giai đoạn điều trị nội khoa còn đáp ứng được hiệu quả. Bởi với giai đoạn thoái hóa khớp nặng độ 3, độ 4, biến dạng khớp nặng, điều trị nội khoa không còn đáp ứng thì chỉ định khi này thường là phẫu thuật. Phẫu thuật thay khớp đòi hỏi kỹ thuật cao và rất tốn kém. Việc điều trị nội khoa thường kết hợp giữa sử dụng thuốc, ăn uống, vật lý trị liệu, v.v. đáp ứng mục tiêu điều trị là giảm đau, chống viêm, giúp người bệnh đi lại, sinh hoạt thuận lợi, không đau đớn, đồng thời nâng cao sức khỏe xương khớp. Thì thoái hóa khớp thì thực ra là nó một quá trình lão hóa, người ta mà đặc biệt là nó lão hóa của sụn khớp. Đấy. Thế thì nó cái lão hóa thì nó liên quan đến gọi là cái tuổi tác, cái tuổi già. Thế và đặc biệt là trong cái thoái hóa khớp thì cái sụn khớp là cái bộ phận tổn thương đầu tiên. Thì sau đó thì là nó có những bộ phận khác xung quanh, ví dụ như là đầu xương dưới sụn, rồi là các cái dây chằng, rồi những cái khớp, rồi thậm chí là màng hoạt tính nó cũng có phản ứng viêm. Vào thế kỷ 21, các nhà khoa học có nghiên cứu ra rằng thành phần cơ bản của sụn trong cơ thể chúng ta đó là glucosamine. Glucosamine tham gia vào quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp, giúp làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp, nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Ở người, sự sản xuất glucosamine sẽ giảm dần theo tuổi cũng như ảnh hưởng bởi các chấn thương liên quan đến các khớp hay đốt sống. Năm 1990, các nhà khoa học đã chế tạo được glucosamine từ vỏ tôm, cua, sò. Có 3 loại được dùng làm thuốc, trong đó phổ biến nhất là glucosamine sunfat và glucosamine hydrochloride. Trong đó, glucosamine sunfat được xem là chất tạo sụn hiệu quả nhất.
bởi glucosamin là phân tử nhỏ hơn nên nó được hấp thụ dễ dàng hơn. Ở Việt Nam, glucosamin sulfat biệt dược gốc VR9S nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia đầu ngành cũng như người bệnh. Có những nghiên cứu chứng minh lâm sàng chỉ ra rằng VR9S làm tăng quá trình cấu tạo nên đầu ruột khớp, ức chế các enzyme phá hủy ruột khớp, giảm gốc tự do phá hủy các tế bào sinh sụn. Đồng thời, VR9S kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất canxi xương, làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì vậy, VR9S không những giảm triệu chứng của thoái hóa khớp, đau, khó vận động mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển do cơ chế tác động vào cơ chế bệnh sinh của thoái hóa khớp. Do VR9S không gây rối loạn dạ dày ruột nên có thể điều trị lâu dài, điều trị nên nhắc lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy theo tình trạng bệnh. VR9S là thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần. Vì vậy, nếu đau nhiều, có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu. Có thể dùng VR9S kết hợp hay sau đợt kháng viêm. Các nghiên cứu cho thấy dùng phối hợp VR9S cùng với NSAID cho thấy kết quả tốt hơn khi dùng đơn độc NSAID trong thời gian ngắn. Sau đó ngừng NSAID, tiếp tục sử dụng VR9S thì tình trạng được cải thiện vẫn tiếp tục được duy trì theo kiểu tuyến tính. Những bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị cùng glucosamine càng dài thì lợi ích kinh tế càng lớn vì tính an toàn và hiệu quả của nó ngày càng được phát huy. Theo lời khuyên của các bác sĩ, chị em phụ nữ cần phải chủ động trong việc phòng ngừa bệnh xương khớp. Chị em nên duy trì lối sống lành mạnh, thể thao hợp lý, chế độ ăn giàu canxi, isoflavone. Đồng thời có thể bổ sung một số thành phần bảo vệ sức khỏe xương khớp mà không có sẵn trong thức ăn như glucosamine sulfat, bởi sức khỏe chính là nền tảng cho một cuộc sống yên ấm và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về người phụ nữ đảm đang vừa rồi cũng đã đồng thời khép lại chương trình Kiến thức gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.